Những ngày qua, lực lượng chức năng cùng người dân cả nước đều hướng về miền Bắc, nơi xảy ra thiên tai nặng nề do cơn bão Yagi gây ra. Thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai là một trong những tâm điểm khi nơi đây xảy ra trận lũ ống tàn khốc, quét sạch toàn bộ thôn, là nơi sinh sống của 33 hộ, 40 nóc nhà với 168 nhân khẩu. Số người chết tính đến chiều 15 tháng 9 là 52 người, 14 người vẫn trong tình trạng mất tích. Mới đây, cộng đồng người dùng Internet Việt Nam phát hiện kênh YouTube có tên Những Bài Học Nhỏ đã đăng tải nội dung xuyên tạc về những mất mát, đau thương của người dân nơi đây, sử dụng ngôn từ phản cảm, khiêu khích, khiến mọi người đều bức xúc. Cụ thể, chủ kênh này đã đăng tải một video mới với tựa đề Quả Báo, sử dụng ảnh đại diện với dòng chữ Quả Báo Làng Nủ Lào Cai. Kèm với đó, người chủ kênh còn thêm bình luận ghim rằng: các bạn có xem vụ quả báo ăn chăn ở Làng Nủ không? Sự vô cảm và câu view bẩn của kênh này lập tức đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng, cho rằng việc xuyên tạc câu chuyện về một nơi đang chịu thiên tai khiến hàng chục người vĩnh viễn ra đi là hành động máu lạnh, vô tâm khi câu view trên nỗi đau của đồng bào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận của người dùng đã cùng nhau nhận báo cáo vi phạm đối với video đã bị xóa và kênh này lên phía YouTube. Việc lợi dụng nỗi đau của đồng bào miền Bắc để giật tít câu like, câu tương tác khiến kênh YouTube này nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Một số tài khoản chia sẻ: mất nhân tính, nói khác nội dung đến thế à? Yêu cầu làm rõ chủ kênh và mục đích thực sự khi đăng tải video này. Quá bức xúc. Sợ thật, có những người bất chấp nhân tính, bất chấp danh dự để đi kiếm view, kiếm like. Phải vô cảm và thất đức thế nào mới có thể làm ra nội dung như thế này? Chuyện ác nhân, cắt đức, gậy mà cũng làm được. Nỗi đau mất bao nhiêu mạng người ở Làng Nủ chưa nguôi ngoai mà dám biện đặt để làm nội dung. Không hiểu đầu óc chú nghĩ gì khi làm content này được luôn ấy ạ. Lấy sự đau thương, mất mát của mọi người ra để câu view, mà đây lại là kênh dành cho trẻ con nữa chứ. Người dùng tên Hà Chí giận dữ bình luận trong một bài đăng nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay để báo cáo vi phạm đối với kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ. Tôi là người theo dõi trang này từ lâu, nhưng từ nay không theo dõi nữa vì cái tiêu đề ác nghiệt, đừng vì kiếm tiền mà bán rẻ lương tri. Hơn thế nữa, nhiều người để lại bình luận đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc nhằm xử lý kênh YouTube chứa nội dung bẩn, lợi dụng nỗi đau của người dân đang chịu thiệt hại bởi bão Yagi để tạo sự chú ý. Tôi muốn xin link để báo cáo vi phạm kênh này. Tôi báo cáo kênh ngay lập tức khi đọc tựa đề. Mọi người cùng vào kênh báo cáo vi phạm để đánh sập kênh này đi ạ. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc. Tôi mong kênh này bị phạt nặng. Mong chính quyền vào cuộc. Giờ việc gì cũng có thể lợi dụng để làm nội dung truyền bá những tư tưởng độc. Chủ kênh này nên được uống nước chè. Bên cạnh đó, một số bậc phụ huynh cũng thể hiện sự quan ngại nếu trẻ con vô tình xem phải những nội dung tương tự. Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tại video và kênh này không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube. Video có hình ảnh kèm nội dung phản cảm sau khi đăng tải không lâu đã có tới hàng nghìn lượt xem trước khi bị chủ kênh xóa hoặc ẩn khỏi cộng đồng và tới nay không thể tìm kiếm. Dù vậy, một số người dùng đã kịp tải video này về. Thực tế đó là một câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới thôn Làng Nủ. Thay vào đó kể về câu chuyện một con hổ về làng tàn phá và quấy nhiễu người dân. Tấm hình gây bức xúc cho cộng đồng mạng là ảnh minh họa cho video được cắt từ nội dung của phần phim hoạt hình này, nhưng cố tình chèn vào câu nói vô tâm, phản cảm đã nêu để thu hút người dùng nhấn vào đường link. Kênh YouTube Những Bài Học Nhỏ có khoảng 340.000 người đăng ký theo dõi, với trên 1.000 video đã đăng tải, chủ yếu nói về các câu chuyện cuộc sống từ trong truyện cổ tích để nêu ra những bài học trong cuộc sống hướng tới đối tượng người xem là trẻ nhỏ, sử dụng cách truyền tải thông tin qua nét vẽ hoạt hình. Tuy nhiên, không ít video tại đây bị đánh giá là nội dung tào lao, cố tình giật những tiêu đề nhằm gây sốc, thu hút sự chú ý của người theo dõi nhấn vào xem.
view, lượt xem trở thành một trong những chìa khóa để khích lệ người làm nội dung trên mạng xã hội tăng cường sáng tạo, tặng sản phẩm. Tuy nhiên, thay vì mang tới thông tin hữu ích, một số người dùng chọn cách tạo ra các nội dung bẩn để câu view, bất chấp những tác hại có thể mang tới người xem. Trên các nền tảng như Facebook, TikTok đang phổ biến tại Việt Nam, không khó để người dùng tiếp cận các nội dung độc hại, nhảm nhí, bởi chúng xuất hiện tràn lan trên các fanpage, hội nhóm, tài khoản cá nhân. Mới đây, nhiều người dùng Facebook bày tỏ phẫn nộ khi xuất hiện một trang nội dung trên nền tảng này, đăng tải nhiều video nhảm nhí, dung tục, có phần gợi dục và chứa nội dung hạ thấp nữ giới. Thông tin chủ sở hữu fanpage này dẫn về một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, sản xuất phim ảnh, xây dựng nội dung chương trình, đồng thời nhận cung cấp dịch vụ liên quan tới các mảng này. Trong một video do fanpage đưa lên, nội dung liên quan tới việc người vợ khinh chồng mình không làm ra tiền nên bản thân phải đi làm nghề nhạy cảm nhằm nuôi gia đình. Tới khi người chồng bắt gặp vợ trong bộ đồ hở trên hở dưới với khách và ném cọc tiền vào mặt để răn đe, thì thái độ nhân vật vợ thay đổi ngay lập tức, không còn cay nghiệt mà chuyển sang nịnh nọt chồng. Ở nội dung khác, trang này đăng video chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm, kịch bản và lời thoại chứa ngôn từ kích động. Một số video có lượng xem, chia sẻ và tương tác lên tới hàng nghìn. Đa phần người xem để lại bình luận bày tỏ phẫn nộ với nội dung của trang. Nhiều người đồng tình với nhau rằng những nội dung do fanpage này đăng tải là độc hại, có nhiều hệ lụy xấu tới tư tưởng, quan điểm của người xem, đặc biệt là nhóm người dùng mạng xã hội còn ít tuổi. Theo một người am hiểu về mạng xã hội, các nội dung trên là những nền tảng trực tuyến, có khả năng tiếp cận không giới hạn người dùng. Do đó, khi trẻ em, trẻ vị thành niên có sử dụng mạng xã hội, vô tình tiếp cận những thông tin độc hại, như vậy sẽ ẩn chứa nhiều rủi ro, có thể dẫn tới lệch lạc về tư tưởng. Đáng chú ý, người dùng dường như đang bất lực trong việc báo cáo những sai phạm về nội dung này lên phía quản trị của Facebook. Dù luôn quảng cáo có thuật toán hỗ trợ kiểm duyệt nội dung, nền tảng này lại thường bỏ qua video chứa nội dung như cờ bạc, gợi dục, nhảm nhí hay độc hại. Nỗ lực báo cáo vi phạm của người dùng thường được phản hồi bằng thông báo quyết định không gỡ nội dung vì sau khi kiểm tra, Facebook không thấy nội dung bị báo cáo vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng. Vấn đề nhức nhối này cũng đã bị đem ra bàn luận nhiều lần nhưng thường không mang lại kết quả có lợi cho người dùng nền tảng này. Ngoài Facebook, TikTok cũng là một trong những mạng xã hội bị tố cáo có nhiều nội dung độc hại, nhảm nhí. Ứng dụng này còn có phần nghiêm trọng hơn khi những video ngắn được lan truyền rất nhanh chóng trong cộng đồng, tạo ra hiệu ứng lớn.